clip lần này thì tôi sẽ mở tiến hành mở cái sen là cái này khá mắt 1.600 huy chương, nhưng mà huy chương tôi thừa không biết là để làm cái gì nên là cứ mua thôi, không biết bên trong nó có cái gì, mua thử xem có được quá hay thẻ đấy rồi. Dùng thử từng cái một xem bán được pha miếng nữa. Em có lãi không? Được một cái tính chất sen lầy, cái lầy 150 ấn với cái lầy 30 ấn, 30 x 6 36 18 180 ấn. Ok. Mở lại thử xem có hơn. Được 3 cái lầy liền. Bái lầy 150 nhân 3 450 ấn. Có vẻ như đây là một cái món đồ hời mà ta có thể mua ở cái chợ lầy, mua bằng ấn.